Thưa quý vị và các bạn, lần lượt Kia Sonet rồi đến Toyota Ray đều đã được bắt gặp xuất hiện tại Việt Nam. Có lẽ nếu tình hình dịch Covid-19 không căng thẳng như hiện nay, hai mẫu xe này đã lần lượt được giới thiệu tới người tiêu dùng nước ta. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng đối chiếu Kia Sonet và Toyota Ray, hai mẫu xe mới, chuẩn bị cùng nhau mở ra một phân khúc mới tại Việt Nam, đó là gầm cao hạng A. Tại Indonesia, Toyota Ray phân phối với 10 phiên bản, mức giá quy đổi ra tiền Việt là khoảng từ 320 đến 420 triệu đồng, còn Kia Sonet là 6 phiên bản với mức giá quy đổi từ 305 đến 456 triệu đồng. Tất nhiên, đây chỉ là phép so sánh mang tính chất tham khảo thôi, vì thực tế còn tùy thuộc vào cách phân bố phiên bản và hàm lượng trang bị. Khi Toyota Việt Nam và Thaco mang hai mẫu xe này về Việt Nam, quý vị kỳ vọng gì ở mức giá bán của hai mẫu xe này? Xin mời để lại ý kiến ở phần comment. Cá nhân tôi cho rằng thậm chí Toyota Ray sẽ có mức giá cao hơn đáng kể so với Kia Sonet, thậm chí là ngang bằng với Kia Seltos. Hai xe có chiều dài bằng nhau ở mức là 3.995mm, Sonet rộng hơn và cao hơn Ray một chút, lần lượt là 1.790mm so với 1.695mm và 1.647mm so với 1.620mm. Toyota Ray được phát triển dựa trên nền tảng DNGA, vốn là biến thể giá rẻ của Toyota TNGA. Đây là nền tảng khung gầm mới đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe của Toyota trước đó, điển hình là đàn anh Corolla Cross đã ra mắt thị trường Việt Nam cách đây không lâu. Đây là nền tảng được hãng xe Nhật Bản phát triển với mục tiêu quan trọng là giảm trọng lượng và tăng độ cứng chắc. Ray chia sẻ nhiều cảm hứng thiết kế với RAV4, đặc biệt khi quan sát phần đầu xe theo hướng trực diện với bộ lưới tản nhiệt dạng hình thang. Tuy nhiên, những đường nét cắt xẻ của mẫu crossover cỡ nhỏ này vuông vức và trông phần đầu xe hầm hố hơn. Đầu xe của Kia Sonet vẫn là thiết kế mũi hổ đặc trưng dạng mắt lưới. Cụm lưới tản nhiệt được làm 2 tầng trên dưới giúp phần đầu xe trông càng vuông vức và hầm hố hơn. Cả hai xe đều dùng đèn chiếu sáng LED trên phiên bản cao cấp nhất và đều được xếp tầng tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Phía dưới của Toyota Ray là cụm đèn định vị LED đi liền với đèn sương mù được tạo thành một khối thống nhất giúp càng tăng vẻ vuông vức và nam tính của xe. Còn ngoại hình của Sonet trông ấn tượng hơn nhờ giải đèn định vị hình móc câu ngược lên phía trên. Ở phiên bản GT Line, Kia Sonet có thêm nhiều chi tiết điểm xuyết màu đỏ ở phần lưới tản nhiệt, cùng phanh hay viền xung quanh làm cho chiếc xe trông càng tăng thêm vẻ cá tính và trẻ trung. Mâm xe Kia Sonet có kích thước 15 inch, tạo hình lấy cảm hứng từ người đàn anh Seltos nhưng được cắt xẻ vuông vức và mạnh mẽ hơn. Vòm bánh xe lớn có các chi tiết ốp nhựa giúp chiếc xe trông thể thao hơn. Mâm xe của Toyota Ray có kích thước lên tới 17 inch, lớn hơn đáng kể so với Kia Sonet. Nhà sản xuất Nhật Bản cũng không quên đem lên mẫu crossover mới của mình phần ốp đen ở 4 vòng bánh xe, khiến xe trông càng khỏe khoắn hơn. Từ cột C trở đi, xe được làm theo dạng mui bay với mảng kính đen nối liền ra phía sau. Bước sang đuôi xe, Kia Sonet dường như đã làm tốt hơn khá nhiều người anh Seltos của mình bằng tạo hình vuông vức ăn nhập với tổng thể thiết kế xe. Đèn hậu dạng LED tiếp tục xuất hiện giải LED hình móc câu ngược giống như phần đầu xe, được nối liền hai bên bằng giải phản quang màu đỏ, tương tự như cách làm trên Kia Cerato. Ở chính giữa nắp cốp là logo Kia được đặt ở phần dốc lên, càng làm tạo nét vuông vức cho phần đuôi xe. Phiên bản GT Line có thêm chi tiết tạo hình ống xả đôi hầm hố, điểm xuyết vẫn là những đường chỉ màu đỏ. Đuôi xe Toyota Ray tiếp tục là những đường nét vuông vức góc cạnh, cụm đèn hậu tạo hình chữ L, bo nhẹ từ hông xe sang đuôi xe, nối liền hai bên bằng một thanh ngang màu đen. Nhà sản xuất Nhật Bản cũng không quên tạo hình thêm hút hốc gió phía dưới, giúp xe càng thêm cá tính. Nội thất của Kia Sonet trông giống như một phiên bản mini của Kia Sorento với cách tạo hình vuông vức ăn nhập với tổng thể thiết kế bên ngoài. Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch nối liền với đồng hồ hiển thị thông tin trước mặt người lái dạng cơ khá lạ mắt. Xe có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đây là chi tiết chưa có trên Toyota Ray. Trên phiên bản cao cấp nhất, Kia Sonet GT Line còn có cả cửa sổ trời, đề nổ thông minh Start Stop điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 7 loa bầu được bao quanh bởi đèn LED, điều hòa tự động cùng máy lọc không khí, đề nổ từ xa và cúp điện. Rất có thể phiên bản này sẽ không được Thaco mang về Việt Nam. Khoang nội thất của Ray tiếp tục lấy cảm hứng thiết kế từ người anh em RAV4 với nhiều đường nét vuông vức ăn nhập với ngoại thất. Màn hình trung tâm nổi lên khỏi táp lô có kích thước 9 inch, có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Xe vẫn sử dụng phanh tay cơ và có bệ tì tay trung tâm. Toyota Ray có vô lăng bọc da 3 chấu giấu trên mẫu Rust với nhiều phím bấm điều khiển được tích hợp sẵn. Phía sau là màn hình Full LCD kích thước 7 inch, có 4 chế độ hiển thị. Ghế xe được bọc da điểm xuyết thêm chỉ đỏ cá tính. Về vận hành, Kia Sonet có 3 tùy chọn động cơ gồm động cơ dầu 1,5 lít và 2 phiên bản máy xăng. 2 phiên bản máy xăng gồm loại 1,5 lít 4 xi lanh và loại 1.0 turbo, hộp số sàn 5 cấp hoặc 6 cấp, hộp số 7 cấp, ly hợp kép và tự động 6 cấp và hộp số mới Smart Stream 6 cấp IMT. Sonet được phân phối tại Indonesia chỉ có duy nhất một loại máy xăng 1,5 lít công suất 114 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm kết hợp với hộp số tự động vô cấp.
các chế độ lái trên Sonet giống trên Seltos. Về Việt Nam, có thể Kia Sonet chỉ giữ lại động cơ xăng 1.2 lít cùng hộp số tự động 6 cấp hoặc phiên bản động cơ 1.0 turbo. Về trang bị an toàn, Sonet có 6 túi khí, phanh ABS, EBD, ESC, hỗ trợ phanh, cảm biến trước sau, cảnh báo áp suất lốp, đèn pha tự động. Toyota Ray dùng động cơ 1.0 turbo đi kèm với hộp số vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp. Khi về Việt Nam, rất có thể Toyota Ray sẽ không có phiên bản số sàn và cũng không có gói an toàn Toyota Safety Sense. Kia Sonet cùng Toyota Ray cùng nhau mở ra một phân khúc mới, có thể gọi tên là crossover cỡ A. Từ đây, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn gầm cao cỡ nhỏ hơn nữa, bên cạnh những cái tên ở phân khúc crossover cỡ B vốn đang được đón nhận tích cực thời gian qua. Xu hướng gầm cao cỡ nhỏ là tất yếu khi người tiêu dùng ngày càng mong muốn những chiếc xe thể hiện được độ đa dụng trong đô thị. Ở phân khúc gầm cao cỡ nhỏ, hai cái tên dù không thực sự cùng phân khúc nhưng Kia Seltos và Toyota Corolla Cross có nhiều điểm giao nhau về trang bị và giá bán, cũng đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường khi liên tục bám đuổi nhau về doanh số trong top 10 xe bán chạy nhất. Quý vị nghĩ sao về Kia Sonet và Toyota Ray? Quý vị mong chờ gì ở mức giá bán và hàm lượng trang bị của hai mẫu xe này? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại!